Thì cho phép Tiến Dũng xin được công bố danh sách của tất cả của các anh chị em mạnh thường quân đã trợ duyên cho buổi phát quà ngày hôm nay. Ở đó là người thứ nhất là gia đình của chị Ngọc Tuyền ở bên Mỹ gửi giùm chị Hồ Hà cũng ở Mỹ luôn, trợ duyên cho buổi phát quà hôm nay là 2,7 triệu. Người thứ hai là chị Linh Nguyễn ở bên Mỹ gửi 100 đô là 2,3 triệu. Người thứ ba là mẹ Thu ở Cô Tô trợ duyên 2 triệu đồng. Người thứ tư là chị Châu Trần ở bên Mỹ trợ duyên 4 triệu. Người thứ năm là một mạnh thường quân ẩn danh ở Long Xuyên, nhà ở tại gần nhà hàng Hai Lúa, phát tâm cúng dường 1 tấn gạo là 12 triệu. Và người thứ sáu là chị Trần Thị Phường ở bên Chợ Mới, trợ duyên 2 triệu đồng. Người thứ bảy là chị Võ Thị Son trợ duyên 1 triệu đồng. Và người thứ tám là chị Trâm Nguyễn ở bên Mỹ, trợ duyên 100 đô là 2 triệu 3. Người thứ chín là chị Nghiêm Chi, chuyển khoản 1 triệu rưỡi trợ duyên cho buổi phát quà hôm nay. Người thứ 10 là chị Trang Lê ở bên Hàn Quốc, trợ duyên 1 triệu đồng. Người thứ 11 là chú Hai Thuốc Nam ở Bình Dương, trợ duyên cho buổi phát quà 5 triệu đồng nữa. Người thứ 12 là cô Văn ở Hà Nội trợ duyên 9 triệu đồng. Người thứ ba là chú Nguyễn Văn Kháng trợ duyên 200 ngàn đồng. Thì tổng số tiền của các 13 anh chị Tấn Dũng đã nhận được là 45 triệu. Thì Tấn Dũng đã mua 1 tấn gạo bao gồm 12 triệu cộng với 100 thùng mì là 6 triệu cộng với 100 gói quà là 7 triệu nữa. Là tổng phần quà là 25 triệu, thì cộng với 100 bao thư hôm nay là thêm 20 triệu đồng nữa. Thì tổng danh sách mà Tiến Dũng cộng 45 triệu với những phần quà, những bao thư thì Tiến Dũng đã làm gọn lại đủ số tiền của quý vị đã trợ duyên cho buổi phát quà ngày hôm nay. Dạ thì bây giờ trước tiên thì cô cháu mình sẽ phát cúng dường cho các thầy các sư cô trước hay cô Năm ha. Dạ. Hay. Rồi thì vâng, Tân Dũng Thái kính chào tất cả quý vị. Kính chúc cho quý vị có một ngày rằm tháng giêng, thân tâm thường an lạc và sức khỏe dồi dào. Ngày hôm nay Tân Dũng đến núi Dài tại địa chỉ ấp Tà Lọt, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang để thay mặt tất cả các mạnh thường quân đến đây trợ duyên phát quà cúng dường cho các sư thầy và sư cô cũng như là các tu sĩ và cư sĩ và những bà con khó khăn ở tại địa phương. Thì ngay sau đây Tân Dũng xin mời quý vị cùng theo chân của Tân Dũng để đến địa chỉ như trên để phát quà cùng với Tướng Dũng nhé vị. Xin kính mời tất cả quý vị nhé. Vâng, bây giờ xe tải đã tới nơi phát quà vị. Bây giờ Tướng Dũng sẽ xuống những cái phần quà để mà về chuẩn bị phát cho các thầy, các sư cô và các cư sĩ tu sĩ trên núi nha mày, cùng với 50 hộ nghèo của ngày hôm nay nữa. Dạ. Đây là 1 tấn gạo á mày, 1 tấn gạo thì bao gồm 20 bao, 20 bao mỗi bao là 50 kg. Thì các hàng hóa đang chuyển đến đây để mà chuẩn bị phát cho tổng cộng hôm nay là 40 vị tăng sư ni cùng với 40 vị tu sĩ và cư sĩ. Đây là một gói quà bao gồm 1 thùng mì nữa mình, 1 chai nước tương và 1 ký đường, 1 lít dầu ăn, cộng với 1 bịch bột ngọt, nữa. Đó. Đây, đây có bột ngọt nữa mình. Thì mỗi một cái gói quà như thế này nè, 1 thùng mì với nước tương, dầu ăn, bột ngọt, đường là 130 ngàn, một gói quà này là 130 ngàn. Rồi Xuân gửi Xuân 100 ngàn bồi dưỡng cà phê nha, cảm ơn nha. Rồi gắng đồng hành cùng với Tiến Dũng đi làm nhiều công tác thiện nguyện là gắng tạo phước đức nha. Hả? Rồi để con nhờ các sư cô với các sư tỷ á vô mỗi một bao thư giúp con là 200 ngàn nha. Thì 100 bao thư là 20 triệu nè, 20 triệu. Rồi vô con bé, mỗi bao thư 200 ngàn hết. Dạ. Thì 100 cái bao thư là 20 triệu. Thì Tiến Dũng đang nhờ các sư cô cũng như là các sư tỷ đi cùng với cô Năm Thảo để mà phát ngày hôm nay.
đây, cô Năm đang việc. Chào cô Năm. Rồi, xin chào quý vị, A Di Đà Phật. Năm mới chúc an lành, an lạc, A Di Đà Phật. Hôm nay bác tâm vui hết năm 2100 này. Sư cô nói là 40 vị sư tăng ni nè. Nha. Dạ một phần. Rồi. Các sư cô đang một bao 200.000 nha tỷ ha. Dạ một bao 200. Dạ. Thì ngày hôm nay cũng là ngày rằm tháng giêng, là cũng cái ngày rằm đại ân xá. Thì trong bà con xa gần có một tấm lòng gửi đến cho cúng dường quý sư tăng ni một món quà để được ngày rằm để cũng cầu nguyện cầu an cho tất cả bách gia trong họ cùng hồi hướng cho những gì mình từng muốn để được có phước lành, sự được an lạc, sự thành tựu để có nhiều phước duyên để tiếp tục làm những công tác phụng sự này cho trợ duyên cho quý sư quý thầy. Thì ngày hôm nay con đại diện cho Mạnh Thường Quân ở xa gần có những món quà nhân ái gửi đến quý sư tăng ni. Thì ngày hôm nay ngày rằm chúng con được trao những món quà đến cho quý sư để tạo một cái duyên lành, tạo một cái phước đức cho Mạnh Thường Quân xa gần để được phước duyên, để có điều kiện để giúp đỡ cho quý sư tu hành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Như Lai ứng cúng chánh biên tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Ô thật lành thay, lành thay. Một số người ở trong cái công ty là quán ăn chay của cô Năm Thảo và hội từ thiện. Dạ, Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân. An gia gần và các tiền nhân ái. Thì tôi xin cũng có vài lời để nói lên. Hôm nay là cái ngày lành tháng tốt, là ngày rằm tháng giêng năm Tân Sửu, được sự mời và thỉnh của trong cái công ty từ thiện này, 40 vị tăng và ni đã thân chinh đến đây, dân tập đến đây để lãnh một phần quà công đức và phước đức này của Mạnh Thường Quân để cúng dường cho tư tăng thanh tịnh dùng những bữa ăn thanh đạm để tu hành tinh tấn cho đến ngày giải thoát. Và chúng tôi cũng đại diện xin nói là tôi là Thích Minh Chánh ở Ba Chúc và một số tăng ni cũng gần đây, là tại nơi đây là địa điểm là ở Tà Lọt, cũng đem cái công đức phước đức tu hành này thanh tịnh này để hồi hướng cho quý Phật tử hiện diện ở đây và phương xa đã có cái công đức mà đem đến cúng dường cho chúng tôi những bữa cơm thanh tịnh, bữa ăn thanh tịnh để mà tu hành cho đến thành chánh quả, thì một điều rất là tốt. Thì đem cái công đức phước đức này chúng tôi sẽ hồi hướng cho quý vị trong một năm đó đầy đủ yên vui, sắc tốt, trí huệ, là làm ăn phát đạt, dạng sự kiết tường, dạng sự như ý và thành công trên vấn đề làm ăn con cháu, thì phải có hiếu thảo với ông bà dân dân. Theo tôi cũng theo lời của những vị Mạnh Thường Quân là nơi đây chúng tôi đã bên tăng ni đã lãnh xong phần 40 phần này, thì tiếp theo là các vị Mạnh Thường Quân đã là nỗ lực và cúng dường và phát bồ đề tâm phát cho 50 phần nữa là cho những người nghèo khó, sáu cứu trợ. Rồi, tăng ni là 60. Với phần tăng ni là 60, tăng trưởng lên một cái con số như vậy rất là hạnh phúc. Vì chỗ đó là tôi cũng tán thán cái phần công đức của những nhà Mạnh Thường Quân và cũng cầu cái phước báo cho những người mà sắp lãnh quà đây, những người nghèo túng thiếu và hơn nữa là cái nạn của Covid-19 đó, thì có nó cũng có ảnh hưởng cái này, vì sức khỏe mình nó tồn tại như vậy cũng nhờ cái công đức ở vùng núi này biết tu và nhiều người góp sức với nhau, thì công phu tứ chúng góp vào điểm tô đạo tràng ta phải bài khô cũng vì lợi ích chung cho thế trần. Tại vì chỗ đó chúng tôi một lần nữa xin cảm tạ với các nhà Mạnh Thường Quân là được dạng sự kiết tường, dạng sự như ý. Là như ý là mình muốn cái gì được cái nấy đó, nhưng mình muốn những cái gì cho nó có cái lợi, cái ích và cái giải thoát. Và kế đó cũng cầu chúc cho quý vị dạng sự bình an, dạng sự kiết tường, dạng sự như ý. Và cũng cầu chúc cho những người sau này đó tăng ni cũng được như thế. Và những người mà sắp lãnh một cái phần quà mà thiếu thốn nghèo đói hồi nãy đó có nói, xin là một số đó, thì bây giờ được cái thông tin nữa thì quý vị sẽ có cái phần đó, thì quý vị sẽ yên tâm, sẽ phát đầy đủ
Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cũng thái kính chào tất cả vị. Ngày hôm nay là ngày rằm 15 tháng Giêng âm lịch. Tướng Dũng và cô Nam Thảo đang có mặt tại ấp Tà Lọt, xã Châu Lăng, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang. Thì ngày hôm nay Tướng Dũng có một cái duyên lành là được các mạnh thường quân trợ duyên để mà đến đây. Trước là cúng dường cho các thầy, các sư cô những cái phần quà như là 10 kg gạo và một thùng mì và một gói quà bao gồm một chai dầu ăn 1 lít cộng với một ký đường, một chai nước tương và bột ngọt. Thì một thùng mì là 60.000, còn một gói quà là 70.000. Một bao gạo này 10 kg là 120.000 nữa. Thì theo lời yêu cầu của các mạnh thường quân là ưu tiên cho các sư, các thầy, các sư cô để trợ duyên cho các thầy có được phương tiện để tu tập. Thì mỗi một bao thư của một vị thầy với sư cô là cộng thêm 300.000 nữa. Thì Tướng Dũng và cô Nam Thảo sẽ đại diện phát tổng cộng hôm nay là 40 vị sư thầy và sư cô để phát trước, rồi xong xuôi rồi Tướng Dũng và cô Năm sẽ phát tiếp theo là cho những hộ nghèo, những người dân khó khăn ở tại địa phương. Thì cho phép Tướng Dũng xin được công bố danh sách của tất cả của các anh chị em mạnh thường quân đã trợ duyên cho buổi phát quà ngày hôm nay. Đó là người thứ nhất là gia đình của chị Ngọc Tuyền ở bên Mỹ gửi giùm chị Hồ Hà cũng ở Mỹ luôn, trợ duyên cho buổi phát quà hôm nay là 2.700.000. Người thứ hai là chị Linh Nguyễn ở bên Mỹ gửi 100 đô là 2.300.000. Người thứ ba là mẹ Thu ở Cô Tô trợ duyên 2.000.000. Người thứ tư là chị Châu Trần ở bên Mỹ trợ duyên 4.000.000. Người thứ năm là một mạnh thường quân ẩn danh ở Long Xuyên, nhà ở tại gần nhà hàng Hai Lúa, phát tâm cúng dường 1 tấn gạo là 12.000.000. Và người thứ sáu là chị Trần Thị Phường ở bên Chợ Mới trợ duyên 2.000.000. Người thứ bảy là chị Võ Thị Son trợ duyên 1.000.000. Và người thứ tám là chị Trâm Nguyễn ở bên Mỹ trợ duyên 100 đô là 2.300.000. Người thứ chín là chị Nghiêm Chi chuyển khoản 1.500.000 trợ duyên cho buổi phát quà hôm nay. Người thứ 10 là chị Trang Lê ở bên Hàn Quốc trợ duyên 1.000.000. Người thứ 11 là chú Hai Thuốc Nam ở Bình Dương trợ duyên cho buổi phát quà 5.000.000 nữa. Người thứ 12 là cô Văn ở Hà Nội trợ duyên 9.000.000. Người thứ 3 là chú Nguyễn Văn Khén trợ duyên 200.000 đồng. Thì tổng số tiền của các 13 anh chị Tướng Dũng đã nhận được là 45.000.000. Thì Tướng Dũng đã mua 1 tấn gạo bao gồm 12.000.000 cộng với 100 thùng mì là 6.000.000 cộng với 100 gói quà là 7.000.000 nữa, là tổng phần quà là 25.000.000. Thì cộng với 100 bao thư hôm nay là thêm 20.000.000 đồng nữa. Thì tổng danh sách mà Tướng Dũng cộng 45.000.000 với những phần quà, những bao thư thì Tướng Dũng đã làm gọn lại đủ số tiền của quý vị đã trợ duyên cho buổi phát quà ngày hôm nay. Dạ thì bây giờ trước tiên thì cô cháu mình sẽ phát cúng dường cho các thầy, các sư cô trước hay cô Năm ha. Dạ. Rồi thì con nói là thầy sư ông cũng chẳng là đại diện cho phật, dạ là một gì đó.
xíu nữa sẽ có người chở về cho sư nha. Dạ, có để một cái khúm nào. Dạ dạ. Bây giờ mời cô Năm đại diện cho để một cái khúm nào. Dạ dạ, để riêng ra. Dạ, để đây lát nữa tôi sẽ đi cho cái mấy ông này đi theo với một số là đệ tử nó chở về, còn số còn không còn lại. Dạ dạ. À. Không có 7 thôi, kể như 7 thôi, theo tôi không có không sao nữa 7 à. Không không, cô thầy, hồi nãy là thầy đã có một phần bao thư rồi thì thầy phải nhận thêm một phần quà nữa cho đủ luôn. Đó 8 phần. Dạ đúng rồi, 8 phần, 8 phần đúng rồi thầy. Dạ dạ. Phần. Dạ, à, kính thưa sư cô. Dạ. Dạ sư cô pháp danh tên gì? Dạ Tâm Liên Tâm. Dạ. Dạ kính thưa quý vị, thì sư cô Tâm Liên Tâm cũng có đại diện các sư cô lớn tuổi vì ở trên núi không có đi xuống để mà lãnh được á, thì sư cô cũng đại diện tổng cộng là mấy phần cô? À, tổng cộng hết là 6 phần với sư trí phần là 7 phần. Dạ dạ. Dạ. Là vậy là 7 phần cô hả? Dạ. Rồi con xin trao cho cô 7 phần tổng cộng là dạ. Cô đại diện cho các thầy với các sư cô ha, lớn dạ. Tuổi á, dạ. Không có đi nhận được. Dạ dạ, dạ. Đây. Dạ. Đây 7. Dạ. 7 phần của cô nha. Dạ. Dạ này là phải trở lên mấy chỗ đó cho mấy cô đó. Dạ dạ dạ. Bây giờ là còn dạ. Thấy là bao nhiêu tăng ni nữa? Còn hiện giờ là 4 phiếu nữa nè cô. 4 phiếu nữa phải không? Dạ 4 phiếu nữa. Là cho 4 phiếu nữa là hết á. Dạ. Cô Phật tên Liên Tâm xin cảm niệm công đức của Mạnh Thường Quân với mấy chú. Ngày ăn lành, đêm ăn lành, sáu thời ăn lành, sống lâu sắc tốt. Dạ, dạ con cũng xin cầu chúc cho sư cô. Dạ, sức Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay trò là pháp danh Liên Thận được nhận tất cả về đây 40 phần quà để cúng dường cho Đại Đức Chư Tăng Chư Ni ở núi Dài Vạn Liên này và cùng ấp Tà Lọt, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang là còn 50 phần để ủng hộ cho các bà con nghèo ở đây. Nhưng hiện tại thì nhận được tổng quát là 36 vị, là còn hiện tại là đây là 4 vị do dạ, dạ. Không có một đau, hai là đi công việc không có nhận được, thì trò xin đại diện nhận số này để truyền lại. Mong tất cả thí chủ phát tâm làm công đức hôm nay, xin hồi hướng công đức phước báo này đến thân bằng quyến thuộc của thí chủ và cùng thí chủ được thân tâm thường an lạc, đạo quả viên thành, tinh tấn tu hành, pháp của đệ tâm kiên cố. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni dạ, Phật. Xin cảm niệm công đức của thí chủ của môn Phật. Dạ rồi, con xin trao 4 con thư này để cho sư cô đại diện cho dạ. 4 sư thầy nha. Dạ, dạ môn Phật xin chúc cảm niệm công đức của đại dũng nhiều lắm nha. Của các Mạnh Thường Quân, của các Mạnh Thường Quân. Của Mạnh Thường Quân. Dạ rồi. Rồi bây giờ phần phát quà cúng dường cho các sư thầy đã xong thì tiếp dạ. Theo Tiến Dũng sẽ phát cho các bà con ở tại địa phương cũng như là các cư sĩ tu ở trên núi nha con ha. Dạ dạ. Vâng kính thưa quý vị, và sau khi đã phát 40 phần quà cúng dường cho các sư cô và sư thầy thì tiếp tục Tiến Dũng và cô Năm sẽ đại diện các Mạnh Thường Quân phát 50 phần quà này cho các bà con khó khăn ở tại địa phương. Thì mỗi một phần quà của bà con ở tại địa phương thì nhận một gói quà như thế này là 10 kg gạo cộng với một thùng mì và đường bột ngọt nước tương, là tổng số quà là 250 cộng với một bao thư của bà con nhận đây là 100 ngàn nữa. Thì kính mời quý bà con chúng ta phát phiếu và nhận nha. Rồi con với con Năm sẽ phát. Dạ rồi. Rồi mời bà con đi tới nhận luôn. Dạ con. Gạo mì có phiếu thì nhận quà đi thang thang con để cho kịp. Chờ cho con được hết, không có gì hết. Còn mấy vị chưa có bao thơ nè, nhận bao thơ này nha. Dạ dạ, cảm ơn như là bạn. Ai chưa có bao thơ? Chút. Hả? Hai phiếu hả? Dạ. Rồi hai phiếu nha. Rồi hai bao thơ nha. Dạ. Rồi và thanh kinh. Phiếu của Năm, phiếu của Năm. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Rồi,
Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Và dầu ăn, nước tương, đường, bột ngọt là 130.000 cộng với một bao gạo 120.000 nữa là 250.000 cộng với một bao thư 200.000 của các mạnh thường quân đã gửi cho Tiến Dũng, và Tiến Dũng đã đọc danh sách thời sáng mơ rồi. Thì mỗi một hàng quà tiếp theo là 450.000, thì cô Năm sẽ phát tại Am của cô Năm 20 phần. Còn đây là 20 cái bao thư mà của cô Văn ở Hà Nội đã mới điện thoại cho Tiến Dũng là cô hỗ trợ thêm mỗi một bao thư 100.000 nữa. Thì Tiến Dũng cũng xin đại diện cho cô Văn, cô Văn ở Hà Nội cúng dường cho các sư cô thêm 100.000 nữa là riêng cái phần này. Thì con xin đại diện cho cô Văn phát luôn nha cô Năm ha. Rồi. Bây giờ cô Năm phát bao thư 200.000 này của các mạnh thường quân hồi sáng mình đọc chính sách rồi đó. Thì cô Năm phát, con sẽ phát bên đây. 500.000 của cô Văn Hà Nội nha cô Năm ha. Dạ dạ. Rồi bây giờ mời các huynh đệ chúng ta phát tiếp cho cô Năm về những cái phần gạo. Rồi. Dạ dạ. Chắc tụi con bưng ra 16 dạ, dạ. phần á. Để mỗi chỗ đi. Dạ. 16 phần còn 4 phần á là buổi chiều. Dạ, dạ. Buổi chiều quý vị đạo sự đi. Ở núi Cấm rồi mới xuống nữa. Dạ. Dạ, còn đây là có 10 phần hiện diện. 100 ngàn này là của cô Văn ở Hà Nội. Nhưng mà có 6 vị bệnh đó, cho nên dạ. tất cả là 16 dạ, vị. Dạ. A Di Đà Phật xin đại diện mạnh thường quân xa gần để thành tâm cúng dường cho dạ. quý sư. Cầu xin được 10 phương chư Phật chứng minh cho dạ. quý sư tu hành dạ, càng ngày dạ. càng tinh tấn và các mạnh thường quân được phước báo dạ, nhân dung để đủ nhân duyên để hỗ trợ cho quý vị tu hành tiếp tục. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật thầy. Dạ. Dạ, Nam Mô Di Đà Phật. Cái này sư thầy có hai bao thơ rồi phải không? Dạ dạ, chúc sư cô thầy đại diện lãnh hay là thầy hai bao thơ? Dạ. Dạ, chúc sư cô giờ sức khỏe nha. Dạ đúng rồi.
Dạ, để cho chúc, con xin chúc sư cô dạ sức khỏe cúng dường. Dạ, dạ. Dạ. Dạ cho con xin thành tâm cúng dường. Dạ, cô đại diện lãnh. Dạ. Cô đại diện lãnh nhiêu phần? Dạ 10 phần ở đây rồi phải không? Dạ. Dạ. 6 phần nữa là 7 phần. Vắn nữa là 7 phần nè của sư cô, một phần 6 phần vắn nè, rồi mô Phật. Rồi đây sư con xin thành tâm cúng dường. Dạ sư cô đại diện nhận thêm 6 phần đúng không? Dạ. Rồi con cũng xin đại diện cô Văn ở Hà Nội gửi sư cô 6 phần nha. 3 4. Ủa vậy là cô 5, trước sau 6 phần chứ đâu phải 7 phần. 7 phần. 9 phần. Ở đây mình 9 người. 1 2 có 9 người hả? Dạ dạ. Dạ có 9 người hả? 9 người. Dạ vậy là 7 phần. Bây giờ đây là ra 17 phần rồi đó. Dạ. Cô này nè, cô đi ông ba nè, cô này. Dạ, 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 dạ có một phần phát sinh. Dạ. Rồi rồi, con biết rồi. Dạ. Dạ. Có một phần phát sinh. 1 2 3 4 5 6 7 nè của con nè ha. Ở đây là sao? 1 2 3. Chú Dũng gửi đây 3 bao nữa, đặng chúc với sư cô lại lãnh. 6 7. Đúng rồi, 7 rồi nè, có này của sư cô nè. Còn cái 3 bao đưa đây con. 3 bao một chút nữa cho quý vị 3 giờ đây, tới. Đây 3 bao đây con gửi cho cô Năm luôn ha. Rồi, má nhận luôn. Nhận luôn rồi. Má cứ 6 bao. Rồi. Số 200 đến 100 nó lộn. Thì nữa có 3 người nằm sẵn ra dễ lắm. Dạ dạ dạ. Rồi. Rồi. Vậy là phát sinh thêm cũng là cái nhân viên của cái tháng Giêng, là cái tháng đại ân xá, là cũng cái một cái mùa Tết của quý đạo. Thì Mạnh Thường Quân xa gần có cái tinh thần muốn hỗ trợ cho bà con và quý sư thầy tu tập để có một cái tinh thần đạo quả. Cho nên con thay mặt cho Mạnh Thường Quân về đây trước là cúng dường, sau là cũng xin được phúc chúc cho quý sư thầy được thành tựu viên mãn trên bước đường tu tập. Và cũng thay mặt cho sư cô, sư thầy, con cảm ơn Mạnh Thường Quân xa gần đã quan tâm tới những vị mà đang tu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. À, vâng, và một lần nữa thì Tiến Dũng cũng xin thay mặt tất cả các sư cô, sư thầy và những bà con khó khăn đã được quý Mạnh Thường Quân trợ duyên cho số tiền mà Tiến Dũng phát và trao hôm nay, thì tổng số tiền là 47 triệu. Thì Tiến Dũng cũng xin được đọc danh sách lại một lần nữa để tri ân tất cả quý vị. Người thứ nhất tức là Zalo của chị Ngọc Tiền đã gửi dùm cô Hà Hồ ở bên Mỹ là 2,7 triệu. Người thứ hai là chị Linh Nguyễn ở Mỹ trợ duyên 100 đô là 2,3 triệu. Người thứ ba là mẹ Thu ở Cô Tô trợ duyên 2 triệu. Người thứ tư là chị Châu Trần ở bên Mỹ trợ duyên 4 triệu. Và người thứ năm là một Mạnh Thường Quân ẩn danh ở Long Xuyên gần nhà hàng Hai Lúa trợ duyên 12 triệu. Người thứ sáu là chị Trần Thị Phường ở Chợ Mới 2 triệu. Người thứ bảy là chị Võ Thị Son 1 triệu. Người thứ tám là chị Trâm Nguyễn ở Mỹ 100 đô là 2,3 triệu. Người thứ chín là chị Nghiêm Chi trợ duyên 1,5 triệu. Người thứ mười là chị Trang Lê ở Hàn Quốc 1 triệu. Người thứ 11 là chú Hai Thuốc Nam ở Bình Dương trợ duyên 5 triệu. Người thứ 12 là cô Văn ở Hà Nội trợ duyên 11 triệu. Người thứ 13 là chú Nguyễn Văn Kháng trợ duyên 2 triệu đồng. Thì tổng số tiền của 13 anh chị là 47 triệu. Thì Tiến Dũng đã mua 1 tấn gạo là 12 triệu, 100 thùng mì là 100 thùng mì là 6 triệu, cộng với một gói quà bao gồm nước tương và đường và dầu ăn và bột ngọt, một gói quà vậy là 70.000, thì nhân cho 100 là 7 triệu đồng nữa là 7 triệu. Thì tổng phần quà gạo mì và nước tương thì 25 triệu, cộng với các bao thư như sau là 30 bao thư. Hồi sáng thì Tiến Dũng và cô Năm đã trợ duyên cho 40 vị ở bên núi, là mỗi bao thư 300.000 là 12 triệu, cộng với 40 bao thư của các bà con nghèo là 100.000 nữa là 4 triệu, cộng với 20 bao thư của các sư cô ngày hôm nay là mỗi bao thư là 200.000 20 bao thư là 4 triệu đó đúng không cô Năm hả? 4 triệu. Dạ, thì tổng số tiền mà của quý vị đã trợ duyên 47 triệu, thì Tuấn Dũng và cô Năm đã làm gói gọn trong số tiền này là cũng đã đầy đủ hết. Một lần nữa xin cảm ơn tất cả quý Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Kính chúc cho tất cả quý vị luôn dồi dào sức khỏe và bước sang năm mới làm ăn thịnh vượng phát tài.